Hello mọi người, thì vẫn là Đắc đây, vẫn là series review sản phẩm của kênh Shop Thể Hình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng rì quốc dân mà có lẽ là mọi người ai cũng biết, đó chính là thằng Outlip. Đây, thằng Outlip thì không gì xa lạ với anh em rồi đúng không? Một cái dòng rì quốc dân mà có thể nói là có thể đã từng rầm rộ rất là nhiều. Cách đây khoảng 4-5 năm về trước thì có thể nói đây là cái dòng rì cao mạnh nhất luôn. Thì thật sự đến hiện tại nó vẫn như vậy nha mọi người. Sao nó lại như vậy? Thì thứ nhất nó là về hàm lượng, như mọi người thấy thì ở cái hàm lượng của nó là nó sẽ rất là nhiều chất, và cái thứ hai là cái hàm lượng từng chất nó cũng rất là cao luôn. Một serving của nó là một muỗng mà tới 25g bột lượng, thì mọi người nghĩ đi, nó gần tương đương với một cái muỗng quay thường là sẽ khoảng 30-32g bột. Thì ở một hàng Real A, một cái muỗng tới 25g bột là gần như bằng một cái muỗng quay, thì mọi người biết cái thành phần nó nhiều tới cỡ nào rồi. Thì mình sẽ cùng ngó xem mà cái thành phần nó có gì ha. Thì cũng như những hàng rượu ao khác, những cái đặc trưng của hàng rượu ao nó sẽ có là sinulin nè. Thì sinulin nó thường nó sử dụng rất là nhiều loại rì rồi, thì nó chỉ khoảng từ 3g cho tới 5g là nhiều lắm rồi. Nhưng mà đặc biệt ở thằng Outlip nó tận tới 8g sinulin. Thì sinulin là một cái chất mà nó giúp cho mọi người bơm máu tốt hơn, nó giúp cho mình vận chuyển lưu thông máu đến cơ bắp một cách tốt hơn. Thì đặc biệt là sinulin khi mà mình sử dụng á, mình sẽ có một cái cảm giác là nó ngứa. Nếu mọi người nào sử dụng rượu ao thường xuyên, mình sẽ để ý được cái chuyện đó, là khi mình cảm thấy nó ngứa, nó chăm chích đó, làm cho mình cảm giác mình muốn đi tập hơn. Thì đó là do thằng sinulin giúp. Và thứ hai là thằng sinulin này nó bơm máu rất là tốt, thì khi mọi người tập á, mọi người sẽ thấy được cái độ bung của cơ bắp mình rất là tốt nha. Đó, thì nó tới 8g lần theo một cái thành phần mà Đắc rất là thích, mà nó lại có hàm lượng khá là cao nữa. Và cái tiếp theo là betalanin thì khoảng 3,2g, thì cũng lại rất là cao. Thường ở dòng rượu cao thông thường nó sẽ khoảng 1-2g thôi, mà riêng ở Outlip thì nó tới 3,2g. Thì ở thằng betalanin này, công dụng của nó sẽ giúp cho mọi người mình giảm được cái sự mệt mỏi của cơ bắp hơn, giúp cho cơ bắp của mình nó phân hủy axit lactic tốt hơn, từ đó là mình sẽ hạn chế được cái việc mệt mỏi khi mình tập luyện, thì mình tập nó sẽ bền hơn và mình sẽ tập nặng hơn đó. Và ngoài ra nó còn có kèm thêm thằng retin monohydrate 3g nữa. Thì retin thì không gì xa lạ với mọi người rồi, thì retin là một cái thành phần mà được rất là nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là nó sẽ giúp cho mọi người tăng sức mạnh thông qua cái việc là tăng tổng hợp ATP, từ đó giúp cho mình tập khỏe hơn, và nó còn giữ nước nội bào nữa, giúp cho mình tập bung hơn, nhìn trông mình bự hơn. Thì trong buổi tập mà đúng không, thường mình sẽ cảm giác là mình muốn, mình khi mình thấy trong gương mình tập mình bung mình bự, mình sẽ rất là thích đó. Thì đó là những cái đặc điểm của thằng retin. Ngoài ra thì một cái đặc trưng khá là đặc biệt của thằng Outlip mà không có rượu ao mà có hết, đó chính là nó có BCA. Thì một serving của thằng Outlip này nó tới 6g BCA, gần tương đương với là một serving một thằng BCA thông thường luôn. Nghĩa là thay vì mọi người phải sử dụng một rượu ao, mọi người kèm thêm BCA nữa, thì trong một serving này nó đã vừa có BCA và vừa có những thành phần rượu ao luôn. Nghĩa là bạn có thể sử dụng 2 trong 1. Thì BCA là gì? Clip trước đã nói rồi, giúp cho mọi người chống dị hóa cơ, giúp cho mọi người tập trâu hơn, khỏe hơn. Thì nếu như mọi người muốn xem thì kèm xem lại cái clip đó, đặc khi mà Đắc nói về BCA á. Đó, thì nó trong thằng Outlip này nó có cả BCA luôn, 6g BCA. Và một thành phần không thể thiếu nữa đó chính là caffeine. Thì caffeine thì mọi người quá quen thuộc rồi, giúp mọi người tỉnh táo hơn, tập trung hơn, giúp mình tạo năng lượng nhiều hơn. Thì một serving nó tới 350mg cũng khá là cao nha. Thường ở những cái thằng rượu ao mà thông thường á, ở tập trung á, thì nó sẽ khoảng 200 thôi, mà riêng ở thằng Outlip này nó tới 350mg caffeine lượng. Thì ông cái lượng kích thích này, nó cái chất kích thích này nó cũng tương đối nặng đó nha. Nghĩa là nếu như bạn nào mà mới á, mình chưa quen sử dụng với những loại rượu ao có caffeine cao như thế này, thì mình có thể sử dụng khoảng nửa serving thôi. Thì và đặc biệt là mình sử dụng, những cái bạn nào tập tối mình sử dụng nên cân nhắc một chút xíu. Nghĩa là nếu như bạn nào hay bị dính caffeine và hay bị mất ngủ bởi caffeine đó, thì mình nên sử dụng khoảng nửa serving thôi. Tại vì nếu mà mình tập tối mà mình sử dụng một serving luôn á, mình không quen nữa, thì có thể là tình trạng mất ngủ khá là cao nha. Thì đây là cái Đắc sẽ nhắc trước cho anh em những cái lưu ý khi mình sử dụng thằng Outlip này. Và ngoài ra thì nó có thằng tyrosine nè, hay là những thằng black pepper. Thì đây là cũng những cái thằng giúp cho mình, nó đúng hơn là nó sẽ giúp cho mọi người là cái thần kinh của mình nó tốt hơn, những cái cảm giác khi mình tập luyện, mình tập trung được nhiều hơn, nó giúp mình hưng phấn hơn khi mình tập luyện. Thì đó là những cái thành phần mà thằng Outlip mang lại. Thì với những thành phần này á, thì chắc chắn đây sẽ là xứng đáng một cái thằng rượu ao quốc dân, và Đắc nghĩ là ai cũng nên sử dụng một lần cho biết, đúng không? Nghĩa là nếu như bạn muốn phá vỡ những cái mức tạ mới, mình muốn tăng PR, mình muốn lập kỷ lục ở những cái mức PR mới, thì mình có thể sử dụng một serving này và mình test thử xem là cái buổi tập của mình sẽ như thế nào. Đó là những gì mà Đắc thấy
trên label và Đắc đã từng sử dụng thằng này rồi thì công nhận cái đặc điểm của nó so với những cái thằng rewell khác đó là Đắc sử dụng nó cảm thấy là nó mình tập rất là trâu, rất là mệt, mình không cảm thấy mệt như khi mình tập mà mình sử dụng những loại rewell khác. Về đó là về thành phần label, còn về mùi vị thì Đắc sẽ khui ra cho mọi người xem là cái bột nó như thế nào cũng như là mùi vị nó ra sao, thì Đắc sẽ khui ngay cho anh em để cho anh em không phải chờ lâu nữa ha. Cái rặn nó làm ấy. Thì cái mùi của nó uống á là cái mùi Miami Vice, cái mùi này chắc là cái mùi trái cây. Thì nói chung là những cái mùi trái cây thì đương đó nó khá dễ uống. Bạn uống nó sẽ có cái vị ngọt ngọt, chua chua. Thì đó hay là cái mùi hằng Olive thì đã thử cũng chỉ một hai mùi thôi. Cái mùi này cũng khá là ngon, dễ uống giống như cái mùi trái cây nhiệt đới vậy. Thì thứ hai là như các bạn thấy thì bột rất là mịn, dễ tan nè. Khi mình lắc nè, thì nó khi mình lắc mạnh thì nó sẽ có một lớp bột một xíu vậy. Thì không sao hết, thì lát mình cũng uống hết cái lớp này luôn cũng không sao. Đó, nhưng mà nó rất là dễ tan nha, không hề có một xíu cặn nào hết nè. Đó, mọi người nếu như mà muốn thử cái độ mạnh của clip này á thì mình cứ thử chơi hẳn một server và thử xem là buổi tập của mình có hiệu quả hơn không nha. Ok, thì nếu như mọi người thích sản phẩm nào nữa, mọi người có thể comment phía bên dưới thì Đắc sẽ review tận tình cho mọi người luôn. Thì nếu mọi người thích video, mọi người hãy nhớ like và subscribe kênh để mọi người sẽ là những người đầu tiên xem được những clip mới ra nha. Hẹn gặp lại mọi người clip sau.